Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Phương Nam Show của Bóng Đá TV. Tôi đang có mặt ở thành phố xinh đẹp Đà Nẵng và có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy sau lưng tôi đó chính là sân vận động Chi Lăng. Sân vận động Chi Lăng lúc này thì không còn là sân nhà của SHB Đà Nẵng nữa, nhưng cũng chính tại nơi này đã chứng kiến những thời khắc huy hoàng và đẹp đẽ nhất của bóng đá Đà Nẵng. Đó chính là những chức vô địch quốc gia năm 1992, 2009 và 2012. Ngày hôm nay, khách mời của Phương Nam Show sẽ là một người đã từng đóng góp vào những chức vô địch đó. Đó là ai? Xin mời quý vị hãy theo tôi. Tôi vẫn đang trên đường tìm nhân vật chính của mình. Tôi vừa mới cuộc điện thoại thì anh ấy vẫn đang bận rộn với công tác huấn luyện viên trẻ. Và chúng tôi sẽ có cuộc hẹn vào buổi tối ngày hôm nay. Đây sẽ là một nhân vật đặc biệt, một nhân vật nhiều màu sắc, một người đã từng là quả bóng vàng Việt Nam, một cầu thủ duy nhất của Đà Nẵng đạt danh hiệu này. Và bây giờ là lúc chúng tôi sẽ tìm thêm những cảnh đẹp nữa của Đà Nẵng trước khi đến với cuộc hẹn vào tối nay. Thưa quý bạn, như vậy là sau một ngày dài ở lang thang khắp Đà Nẵng thì đến bây giờ tôi đã có mặt tại quán cà phê của nhân vật chính ngày hôm nay. Rất tuyệt vời khi được gặp lại cậu ấy, một người bạn cũ của tôi, một người học trò cũ của tôi, một người chủ của quán cà phê này và cũng là nhân vật chính của Phương Nam Show ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Huỳnh Quốc Anh. Chào em. Chào anh. 4 năm rồi nhỉ? 5 năm rồi anh em mình mới gặp lại nhau. Anh nhớ lần cuối cùng là chúng ta chia tay nhau khi em chia tay đội tuyển năm 2014. 5 năm rồi, Quốc Anh đã khác rất là nhiều rồi. Chia sẻ cho mọi người một chút về công việc cũng như là mọi thứ của em ở thời điểm hiện tại. 5 năm. Lúc em chia tay đầu tiên về thì năm nay em cưới vợ luôn. Giờ em có một cái gia đình nhỏ, có vợ và một cô con gái 3 tuổi. Thì năm 2016 thì em giải nghề. Em chuyển qua công tác đào tạo vào cuối năm 2016. Và bây giờ em đang làm ở lớp trẻ U13 của SHB nè. Anh phải gọi em như thế nào nhỉ? Một huấn luyện viên trẻ này, hay là giám đốc của một trung tâm bóng đá cộng đồng, hay là ông chủ của quán cà phê không tên? Không, em này, anh gọi thì nữa thì cũng hơi quá. Thứ nhất là em đang công việc chính của em là huấn luyện viên của SHB Đà Nẵng. Em chỉ là làm công việc mà mình được giao phó thôi. Em bắt đầu chính thức nhận công tác đào tạo trẻ bắt đầu từ khi nào? Kết thúc mùa giải 2016 thì rơi vào khoảng tháng 10. Thì hết mà em nghỉ một tháng thì tháng 11 em bắt đầu nhận quyết định là làm huấn luyện viên trái của SHB này. Có lúc anh nghĩ rằng em đã tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp trong một màu áo khác, lúc đó nghe anh nhớ là Quảng Nam thì phải, nhưng sau đó thì em lại thay đổi quyết định ở phút cuối cùng. Vâng, khi mà em nghĩ thì phải nói thật sự là Quảng Nam cũng có lời mời với em, mà em nghĩ rồi cũng đi nhiều rồi, cũng thực ra thì Quảng Nam với Đà Nẵng thì cũng gần. Nhưng mà em, lúc đấy con em nó còn nhỏ nữa. Thôi em quyết định là nghỉ, chuyển qua công tác đào tạo. Đang từ một cầu thủ, đang từ một người tập luyện thường xuyên với chương trình giáo án được người khác huấn luyện mình, trở thành một người đi huấn luyện người khác, cảm xúc của em thế nào? Cảm giác như nào? Có khó khăn gì không? Phải nói là cần có một thời gian để mà mình thích nghi với công việc mới. Thì khi mà anh chuyển từ vận động viên, anh sang làm huấn luyện viên, thì cái vị trí và cái chỗ đứng của anh nó là khác. Lúc trước thì mình chỉ là lo cái việc là tập luyện và thi đấu thôi, là mình làm cho tốt cái công việc của mình. Còn lại thì bây giờ thì mình phải quan sát cả một tập thể. Thế trong cái quá trình em làm cầu thủ, khi còn đời là cầu thủ viên, có lúc nào em nghĩ và chuẩn bị cho mình sẽ trở thành huấn luyện viên trong tương lai không? Thực ra thì về những năm mà gần cuối thì mình mới xác định cái công việc đó. Mình nghĩ cũng vì đọc về những cái sách mà hoặc là những xem những cái huấn luyện viên mà như Pep hoặc là Mourinho là Ferguson rồi, mình nghĩ là đang phân vân, thực sự là đang phân vân giữa mà công việc về huấn luyện nó có khó gì không, hoặc là mình có một công việc gì khác ở nhà hạ hơn không, mà chắc là có lẽ là nghề nghiệp với nhau. Bây giờ thì đã có bằng gì rồi? Em đã có bằng B rồi. Bằng B rồi, và công việc chính bây giờ đang là huấn luyện viên của 13 của SHB Đà Nẵng đúng không? Em có thích công việc hiện tại? Thực ra thì mỗi ngày công việc nào nó cũng có khó khăn. Nhưng mà mỗi ngày được tiếp xúc với các bạn vận động viên, các bạn nhỏ.
mình cảm giác như mình đã được trải qua những cái môi trường tập luyện rồi và mình có những cái kinh nghiệm mà mình muốn truyền lại cho các bạn thôi. Bây giờ thì một ngày của cô anh sẽ như thế nào? Một ngày của em thì sáng thì bắt đầu 7 giờ xuất phát từ nhà lên câu bộ, sau đó thì 8 giờ 15 các bạn nhỏ ra sân. Thì buổi sáng thì từ 8 rưỡi tới tầm 10 giờ 15. Đấy vào thì lại cũng phải là công việc làm trái, nhắc nhở các bạn học bài rồi vệ sinh phòng ốc. Chiều thì bắt đầu từ 15 giờ đến 17 giờ. Sau đó về thì đón con rồi về nhà. Tính toán có bạn bè mà rủ đi đá banh ra mồ hôi thì lại làm thẳng. Mình là người thầy, người cha thì đều chỉ bảo những bạn những điều đúng. Tốt là chưa biết nhưng mà là điều đúng rồi đó. Còn lại là thứ hai nữa là nó tạo cho mình nó là tính kiên nhẫn. Không thể mà vô vàng được. Mấy bạn nhỏ đó thì gần như là cái sự tập trung nó chưa có. Nên là phải cứ lặp lại cũng như mình bày cho con mình thôi, em bày cho con em thôi. 2 năm là công tác là trẻ có một cái kỷ niệm hay có một cái bài học nào đó mà khiến em nhớ mãi không? Có chứ. Các bạn này là đang tuổi dạy thì là các bạn hay bị cảm giác như là người lớn và mình về cái suy nghĩ là muốn người lớn. Là có nhiều bạn là đôi khi là có những cái về giới tính mà tò mò. Thì hôm đó có một bữa hộp. Vì đôi khi là mình dạy luôn cho mấy bạn nhỏ đi. Còn hơn là mấy bạn tò mò. Nên là bữa đó hộp. Mình nói rõ là tụi thì em đang tuổi này này. Sẽ xảy ra cái này. Mấy bạn lúc đầu ngại mà. Sau rồi là bắt đầu mới cởi mở ra. Mình lúc đấy là mình không phải là người thầy nữa. Mình chỉ là mình là người anh thôi. Mấy bạn đừng coi thầy là anh đi. Đầu mà nếu bạn nào thực sự khó khăn về cái suy nghĩ đó thì hãy cùng hộp này. Qua phòng gặp riêng thầy. Anh thấy là em có tố chất của một người thầy giỏi đấy. Em có triết lý huấn luyện không? Có chứ. Ai cũng có triết lý. Triết lý của em là gì? Em nghĩ là với em thì kiểm soát bóng. Em thích kiểm soát bóng. Muốn huấn luyện cho cầu thủ có kỹ thuật tốt như mình. Giống như mình thì em nghĩ là giống ý đồ của mình thì được. Còn giống như mình thì không biết có hay không. Anh nghĩ điều này rất là quan trọng. Cầu thủ trẻ của chúng ta thì đúng là khi họ 13, 15 tuổi thì mình nên trang bị cho họ những cái kỹ năng cơ bản để có thể họ kiểm soát trái bóng tốt. Sau này khi 15, 17 tuổi họ sẽ xác định được cái hướng đi của mình một cách rõ ràng hơn đúng không? Vâng. Quay trở lại cái năm 2014 ấy, khi mà em chia tay đội tuyển, anh và em cũng đã làm việc với nhau trong khoảng thời gian anh nghĩ là cũng khoảng hơn 1 tháng. Anh cảm giác lúc đó em có một cái gì đó nó hơi nặng nề. Và khi mà em phải chia tay đội tuyển thực sự anh cũng rất là buồn. Bởi vì có lẽ anh cũng hình dung rằng cảm giác như đó là lần cuối cùng mà em cống hiến cho đội tuyển. Được khóa đầu tiên là ai cũng là một điều vinh dự. Và chia tay đội tuyển thì chắc là một điều rất là hối tiếc. Nhưng mà để mà thời điểm đó thì phải nói là khi chỉ cần vừa chia tay đội tuyển về xong là em cưới vợ. Thì thời điểm mà nó đi thì cũng có suy nghĩ về đôi khi mình bị phân tán từ công việc về ở việc ở đây. Rồi công việc chuẩn bị cho nó như thế nào cũng rất là nhiều thứ. Và anh cảm giác như hồi đấy là mình hình như cũng bị chấn thương đúng không? Có một chấn thương nhẹ đầu gối. Lúc đấy là anh cũng bắt đầu khó theo được những bài tập thể lực của huấn luyện viên Mura. Vâng. Và đó là lần cuối cùng em qua đội tuyển đúng không? Vâng, là cuối cùng. Cô anh là một người thành công trong sự nghiệp, đã từng có 2 chức vô địch với SHB Đà Nẵng, siêu cúp và đã là một cầu thủ quả bóng vàng năm 2012. Nhưng có vẻ như không có duyên lắm với màu áo đội tuyển quốc gia đúng không? Vâng, về đầu tiên thì em nghĩ là chưa có gì.
Bây giờ thì quay trở lại một chút về Huỳnh Quốc Anh là cầu thủ đi. Anh cũng đã đọc khá nhiều và cũng khá tìm hiểu khá nhiều về em. Có một câu chuyện mà anh thực sự xúc động. Đó là anh đã đọc một bài báo của phóng viên Thanh Liêm. Bài báo năm 2005. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại bức thư đấy một lần nữa nha. Làm sao tôi có thể quên được cái cảm giác lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia. Vui và sướng lắm, xôn xao cùng sung sướng đến lạ kỳ, đến mức tôi không sao ngủ được trọn vẹn một đêm. Tôi hớn hở liên lạc với gia đình như một đứa trẻ mới đi học được điểm 10. Cái cảm giác bước ra sân, đại diện cho tổ quốc, đặt tay lên ngực ngân vang khúc quốc ca, nó khó tả làm sao. Khó đến độ bây giờ khi ngồi xem chúng bạn đá bóng trên TV, nước mắt cứ chảy. Đó là những cảm xúc mà tôi không bao giờ lầm lẫn với bất cứ cảm giác nào trong đời. Vì quá mê mẩn với trái bóng, 12 tuổi tôi đã lén lút chấn đất một mình trốn xuống Tam Kỳ để được tận mắt nhìn cho được cái sân bóng đá thực sự nó ra sao, cho thỏa mơ ước. Tôi dậy lúc 3 giờ sáng và bật điện chơi với quả bóng. Khi đó tất cả đều đã ngủ say, tôi tha hồ được chơi và chẳng có ai la. Tôi lao vào niềm đam mê, lăn theo trái bóng như vừa được mẹ cho ăn một món ngon, và tôi đã cố gắng. Bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng được một suất bước vào đá bóng thực sự. Vậy mà cuối cùng, tôi lại là một thằng tội đồ. Tôi không biết mình đã nghĩ như thế nào, đã làm gì khi đó, để bây giờ, có ân hận thì cũng muộn rồi. Ôi, tôi ước tôi được học, được biết thì hay biết nhường nào. Ngay đối diện với pháp luật, tôi tròn xoay mắt ngớ ngẩn đến cứng đầu và sụp đổ. Những ngày tháng bị giam cầm, tôi mới phần nào thấu hiểu thế nào là pháp luật, thế nào là tự do. Tôi sống trong nỗi ám ảnh của những ngày dày vò tại ngoại, những giằng xé mà chưa bao giờ tôi tưởng tượng được. Vậy mà tôi phải đối diện với chúng ở cái tuổi 20. Những ngày chờ đứng trước pháp luật, gánh chịu những gì mà mình đã một lần lầm lỡ. Cứ nhìn đôi chân mình, tôi lại bật khóc. Tôi đã bao lần đau đớn cố gắng mới có được nó. Không biết một ngày nào đó có lại được tung tăng đùa bóng trên sân. Tôi không biết phải làm gì, nói gì, và chỉ biết thầm lặng cố gắng để cầu mong được ngày trở lại. Phải, trở lại bằng chính đôi chân của mình, bởi tôi biết con đường để đi đến thành công chỉ có một cách, là đi bằng chính đôi chân của mình. Thực sự là đọc cái bức thư này anh xúc động. Anh thực sự xúc động. Có lẽ là có một sự đồng cảm, có một sự chia sẻ, bởi vì anh cũng là một cầu thủ và anh suy nghĩ nhiều về em lắm. Đôi lúc có những điều mà mình khó có thể hiểu được chính bản thân mình. Em viết bức thư này trong hoàn cảnh như nào? Thực ra thì sau khi xem, em nhớ là sau khi xem một trận đấu mà của đội tuyển mình, lúc đấy đầu tiên mình thua. Trong một cái ngày đó thì như ở một mình, thời điểm ở một mình là nó suy nghĩ nhiều lắm. Tối là làm gì ở đường hay là phê bạn bè đó. Tối về là ngủ. Còn mà để một mình mà ở một buổi chiều, buổi sáng ở lại buổi sáng nấu ăn, là mình tự đặt vào quá. Tại sao mình không ở trong kia mà mình lại ngồi đây? Từ đó nó những cái ký ức nó ùa về. Nói chung là không, nó có cảm xúc nó mình không kiềm nén được. Tự em hồi viết ra tất cả những lời này. Vâng. Viết để giải bày với chính mình thôi. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu được. Bởi vì anh biết rất rõ Quốc Anh là một người rất chăm chỉ học hành, là một học sinh giỏi. Quốc Anh cũng trưởng thành trong một cái gia đình mà bố mẹ cũng cực kỳ là gia giáo và có một cái nếp văn hóa rất là tốt. Phải nói thật là ngay chính mình cũng không nghĩ là vì sao có biết lắm. Khi có 24 giờ một ngày thì 23 giờ 59 phút mình kiểm soát được, có một phút mình không kiểm soát được. Khi nó lại vào phút đó. Đó là một cái, nó có thể là một cái lời biện minh cho mình. Nhưng mà thật sự là mình cũng không hiểu được. Lúc đó em rất là trẻ, đúng không? 20 tuổi. Cái suy nghĩ mình thực sự chưa chín chắn. Cái mà em cảm thấy khó khăn nhất, anh nghĩ
đó là em phải đối mặt với ba mẹ. Bởi vì anh cũng đặt bản thân anh và con người em, đối với mình có lẽ là mình dám làm, dám chịu, mình chịu tất cả. Thật ra thì bố mẹ nào cũng thương con hết. Nhưng sự việc nó đã xảy ra rồi thì em cũng nghe đâu đó nói là con thành công thì bố mẹ hạnh phúc, mà con có không thành công thì bố mẹ cũng phải thương con. Nhưng mà cái chỉ chọn và thành công và không thành công là do mình quyết định thôi. Thời điểm đó thì đúng là mình làm bố mẹ buồn, nó rất là buồn. Trong một cái niềm vui ngắn, xong là nó buồn rất dài. Lúc đó mẹ em đã nói gì với em? Thật ra mẹ em rất là hiểu em. Mẹ em thì là không nói về gì hết. Chỉ cần nhìn thấy con mình, người mẹ mà, nhìn thấy con mình khỏe mạnh là được. Còn rồi sau cũng phải về với mẹ thôi. Có gì thì về với mẹ. Bố có trách nhiều không? Không, bố em thì lại không có gì. Nhưng mà đằng sau trong đấy thì em nghĩ là người đàn ông mà, nó khác với phụ nữ là như vậy thôi. Em đã vượt qua nó như thế nào? Bây giờ nghĩ lại vượt qua nó thì mình nghĩ phải nói là rất là khó khăn đấy. Bạn đang ở một cái đỉnh cao đi, rồi bạn lại xuống một cái vực sâu. Nhưng tiếp đất thì cũng được, lại xa hơn nữa. Rồi bạn đang ở một cái được cái sự tung hô, rồi bạn lại xuống một cái sự dèm pha. Mọi cái chắc thái nó đều có hết. Cuối cùng mình là nghĩ đơn giản này: mình không vượt qua thì ai giúp mình vượt qua? Mình không vượt qua thì ai giúp mình đây? Bây giờ điều của mình sẽ làm là gì? Và cuối cùng mình em nghĩ là mình vấp ở đâu thì mình phải đứng lên ở đó. Có quan trọng là có cho cơ hội mình đứng lên hay không thôi. Anh nhớ không nhầm thì như em đã có một cái Tết không ăn Tết ở nhà. Cái cảm giác đó chắc là rất tệ. Tết đoàn viên mà, như anh đi, đơn giản như anh đi công tác, anh không được ăn Tết thì nó là khác rồi. Như em thì lại là khác. Mình thì không sao, nhưng mà người thân của mình thì nó là có sao. Lúc không được ăn Tết cùng gia đình thì em nghĩ về điều gì và nhớ về điều gì? Nghĩ nhiều lắm, mà nhớ cũng nhiều. Nhưng mà cũng phải tự ăn ngủ thôi. Khoảng thời gian đó nó khá dài, 3 tháng đúng không nhỉ? 3 tháng. Trong thời gian đó thì động lực nào giúp em vượt qua và động lực nào đã giúp em trở lại? Như vậy thì nó phải chia ra 2 mức thời gian. Trong đó và sau này, với một cái niềm tin gọi là mong manh thôi. Rất là mong manh chứ, mơ hồ, nó mong manh lắm. Thì có như một cái là một cái điểm tựa để mình báo víu vào thôi. Chứ cũng thật ra nó cũng không biết đi về đâu. Đó là gì? Mình nghĩ mình sẽ cố gắng làm được. Vì mình không tin vào chính mình thì ai vào tin vào chính mình? Ai là người đã giúp em vượt qua cái quãng thời gian khó khăn đó nhất? Thật ra là rất là nhiều. Từ gia đình, rồi các bộ, và nữa là lãnh đạo của thành phố tạo điều kiện và giúp đỡ em rất là nhiều, thực sự rất là nhiều. Về các bộ thì tạo điều kiện sinh hoạt tập luyện, về lãnh đạo thành phố thì như chú Nguyễn Bá Thăng, nó quyết định là trả lương cho em, mặc dù là 1/2 lương thôi. Và cũng thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ, vẫn căng dặn, cố gắng. Nói về cảm ơn thì nó là dư thừa. Bác dành cho em một cái tình cảm và một sự giúp đỡ rất là
Anh nhớ rằng khi mà em giành được quả bóng vàng, người đầu tiên em gửi lời cảm ơn là bác Thanh cùng với các chú các bác trong câu bộ FA Đà Nẵng đúng không? Dạ. Hôm đấy thì sau khi hòa nhà xong em 10 giờ hơn rồi. Gala xong em vẫn điện thoại. Ba bác. Mà nói là nếu không có bác thì anh cũng phải, có thể là em chỉ hướng một việc khác rồi. Thì nhờ các bác giúp em rất là nhiều, phải rất là nhiều. Nhiều lắm. Em không kể ở đây đâu. Lúc đó có bao giờ mình có một cái suy nghĩ tiêu cực, mình muốn vứt bỏ tất cả, mình đi làm việc khác hay làm một cái điều gì đó? Có chứ. Em cũng đã từng rồi chứ. Và thời điểm đấy là có một cái anh Phong, nhà tài trợ, bây giờ là anh hiệu trưởng của trung tâm APT. Anh ta đã cho em một cái học bổng toàn phần về học lập trình viên rồi. Là em đã đi học rồi, học được 5 rưỡi rồi chứ. Tức là từ cái đoạn mà ngày đầu tiên đi học á, tới đoạn 1 năm rưỡi. Ngày đầu tiên đi học là mình sẽ khác. Tới 1 năm rưỡi, nhưng mà vì mình biết rằng là cái 3 năm mà kỷ luật ấy, sau này mình có đạt được hay không? Thì nói thật sự nếu không có những cái điều đó, ngoài gia đình ra không có những điều đó thì em nghĩ chắc là những cái gì này không có. Khi em nghỉ tới gần 3 năm như vậy thì đến cái ngày chuẩn bị cho trận đầu tiên trở lại, lúc ấy cảm xúc như nào, kể lại một tí đi. Có điều gì đó mà mình chờ đợi, cái gì một quả bóng bóng đó. Nó căng rồi đấy, bây giờ là chỉ mình nổ thôi. Là cảm xúc như vậy. Mà đôi khi là vì như vậy nên là mình đôi khi mình cũng là không kiểm soát được. Không kiểm soát được. Đêm trước không ngủ được không? Không ngủ là phải nói là cả tuần không ngủ được, phải một ngày. Cả tuần luôn. Trận đấy đá tệ đâu? Tệ. Phải nói là về cái tập mà thi đấu chính thức một trận, anh nghĩ dài rồi, bây giờ thi đấu lại chính thức là nó khác hoàn toàn. Anh hiểu điều đó chứ. Mà dần bắt đầu mình mới thích nghi lại được. Thì giữa cái tập và cái đỉnh cao, cường độ nó đỉnh cao và trong nó khác hoàn toàn. Tập chay không là nó khác. Có nhớ bàn thắng đầu tiên khi trở lại là bàn thắng nào không? Em nhớ là bàn thắng của ai ghi vào lưới Gia Lai à? Cũng ở mùa giải đó luôn. Khoảng trận thứ mấy sau khi mình trở lại? 4-5. Dạ, cảm xúc của anh nhỉ? Cái bàn là trước rồi. Hình như em nhớ năm đấy anh cũng đã ở Thế Công. Đúng rồi. Đầu anh thua đầu em 4-3. Đúng rồi. Không viên người Tây, chẳng lẽ em ghi bàn. Chẳng lẽ em ghi bàn, em ghi bàn là ấm định 4-3. Có đá lượt đi, lượt về thì anh giải nghệ rồi. Trong suốt thời gian em thi đấu cho FB Đà Nẵng thì thời kỳ nào là thời kỳ mà đội hình của FB Đà Nẵng mạnh nhất? Em nghĩ là năm 2009. Lúc đó có những ai? Lúc về có Hải Lam Phước Vĩnh. Họ biên là có Thanh này, họ về phải có Quang Cường. Tiền về dưới là có Rosario. Rodrigo một cầu rất là hay đúng không? Dạ, nhỏ con mà số 16 thi đấu cực kỳ hay ở bên giữa. Và đội trưởng Lê Hồng Minh. Lê Hồng Minh lúc đó cầu thủ của Thanh gốc Thanh Hóa thi đấu cho FB Đà Nẵng. Quay là Phan Thanh Phúc và một bên là em. Trên là đầu tiên là Ameda, Melo. Sau đấy là có hai cầu thủ là Vua Phá Lưới. 2012 năm mà em đã giành quả bóng vàng. Em có nghĩ đó là năm đỉnh cao của sự nghiệp của em không? Năm nay thì phải nói là cả toàn đội. Khi mà cái giai đoạn 2 mà mắc Melo á, thì khi mà có Melo thì là đội bóng nó là khác, chơi khác. Nhưng mà khi không có Melo á, thì đội bóng nó là khác. Nhưng mà thật sự ra là may mắn là đội thời điểm đó con người cũng rất là tốt. Hàng tiền vệ là có anh Minh Phương, có Phan Thanh Hưng, có Nguyên Sa, có em. Và tiền đạo là có Nicolas. Và thấy một tiền vệ nữa là Đoàn Hồng Sơn thì phải. Em bất ngờ khi mà mình giành quả bóng vàng không? Bất ngờ. Tại sao? Năm nay nếu mà phải nói cũng có nhiều cầu thủ rất là xứng đáng như là Thắng Tài này. Câu bộ quá Thắng Tài thì không đạt thành tích tốt câu bộ em. Năm nay thì phải nói là chất lượng cầu thủ của đảng thời điểm đó. Cái hàng tiền vệ tốt. Và thời điểm đúng là anh em chơi nó phải nói là nó thăng hoa. Nó thật là thăng hoa. Anh thấy em giữ gìn rất cẩn thận, rất là nâng niu. Nó có ý nghĩa như thế nào với em? Đó là điều em khẳng định em quay trở lại. Để có nó thì phải nói là huấn luyện viên, đồng đội, rất nhiều hỗ trợ. Đây là một cái danh hiệu cá nhân thôi.
mà có nó thì em phải cảm ơn những huấn luyện viên, đồng đội, tập thể. Điểm mạnh trong lối chơi của em là gì? Kỹ thuật qua người, động tác qua người, dừng chuyển hướng, dừng chuyển hướng. Và em có thể là em thuận được hai chân, em dùng được hai chân. Anh thấy em là một cầu thủ hiếm đấy, em với cả Trọng Hoàng là người có thể đi bóng được cả hai chân. Ví dụ như anh thuận chân phải thì không bao giờ anh dùng cái chân trái anh đi được cả. Ngày xưa thì có một anh nữa là anh Phạm Minh Đức, giờ là huấn viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, người cũng có thể đi đâu cũng được hai chân. Anh Đức là ngày xưa là đá hậu vệ trái, em đã tìm vệ trái rồi. Thời của Hải ấy. Thực ra thế này này, họ nói chân phải là chân chính, xong bị chấn thương. Không dùng được nó thì phải dùng cái chân này, mà tập riết thành quen. Nhưng mà đúng là phải nói là nó cũng có cái khiếu. Nếu có một cái điều gì đó thực sự nuối tiếc với sự nghiệp trong màu áo FC Đà Nẵng thì em sẽ nói đó là gì? Em nghĩ là không có gì nuối tiếc. Vì với màu áo FC Đà Nẵng em có được gần như tất cả. Anh nghĩ rằng một lần nữa anh nên chúc mừng em. Chúc mừng em đã vượt qua được những cái khó khăn của cuộc sống để trở thành một quốc anh như ngày hôm nay. Em có thể chia sẻ và kể lại với mọi người em đã đến với bóng đá như thế nào và trưởng thành bóng đá ra sao? Tuổi thơ như anh em mình chắc là ngoài cái bóng đá ra thì cũng không có trò gì thế chơi. Và may mắn thì nhà em ở trên quê là cách cái sân vận động khoảng cỡ chưa đầy 50 mét, cùng văn lưới với em cũng có rất nhiều bạn đá cũng rất là hay. Thì ngoài giờ học ra thì tụi em lại ra sân lấy ơn thôi. Nhưng mà được cái điều đó là thời điểm đấy, trước đó thì ngày xưa là có cái Euro 92 và Euro 96 quân cấp thứ tư thì cũng được xem truyền hình rồi, là thấy đá. Hồi xưa là có TV trắng đen thôi, là áo trắng quần đen áo trắng thôi. Rồi sau này là Euro 96 của anh rồi, được xem và mình áo ước mình được đá trên sân. Chỉ cần đơn giản như ngày xưa là buổi chiều mà sân đá banh là như manh, là gọi là manh lớn thì đá hết rồi, nhưng còn lại tí 5-10 phút hay là có việc gì về được vô là thế dỗ thôi, sướng rồi và coi như lăn lăn rồi. Còn đá cùng với lưới nhau là không được manh lớn kêu vô là hạnh phúc lắm. Rồi mình cái niềm cái sở thích ấy, đam mê nó lớn dần theo năm tháng thôi. Cũng là thật sự ra là cũng nó phụ thuộc vào cái duyên. Có một ông anh ông làm ở phòng văn hóa thể thao của huyện thì mới thông báo là hồi xưa là tuyển sinh điểm đồ đấy. Ông nói thì mình anh nghe vậy thôi, về mà xin đi kiểm tra thì càng đá đâu được đâu, xưa mà để mà đi học thôi. Chứ đi đá banh là một cái vấn đề là ba thì có thể là thích cho nhưng mà mẹ là không cho rồi. Sau đó thì nhiều lần xuống chở hết đồ sách vở của em trở về lại thì là em cũng lì đồ, thì là ba dưới dòng mấy chục thì lại ở lại đó lại mua sắm đồ đạc mua giày. Rồi sau có những thời điểm em không thích banh nữa, là em lại về, em lại bỏ về tới nhà. Thì mấy thầy ở huấn viên ở dưới thì là lên nhà thuyết phục, mà về nhà thì là buồn, thì mẹ là động viên thích vì ông kia thương. Lúc con đó là mẹ thương con rồi và động viên đi đá bóng rồi đúng không, không còn bắt đi học rồi đúng không? Không, động viên là xuống chơi thôi, chơi lại rồi là không đi xuống chơi vài ngày đi rồi về, chứ không xác định là không cho đi đá bóng đâu. Nhưng mà anh nghĩ rằng có một cái bước ngoặt quan trọng, đó là em chuyển từ Quảng Nam về với đội trẻ của FC Đà Nẵng. Ai là người đã tuyển cho em cái thời gian đó? Đó đúng là một anh nói bước ngoặt rất là quan trọng từ Quảng Nam ra đó. Vì phải nói là lúc trước đó thì cái cầu thủ trẻ thì em được may mắn là cầu thủ trẻ, nhưng mà được lên đầu một của Quảng Nam đó là nghề thôi. Mà ngày xưa là Quảng Nam với Đà Nẵng thì là cái hai địa giới thôi, bây giờ cũng vậy thôi. Hỗ trợ nhau hết sức. Thì Quảng Nam hay ra Đà Nẵng đá giao lưu nè, giao hữu. Rồi mùa giải thì Đà Nẵng cho Quảng Nam mượn quân. Thì từ những cái yếu tố giao lưu qua lại, cộng với một số thầy ở ngoài Đà Nẵng này, thì đá đó thì nhận thấy
em có năng khiếu, mới tham gia, có ý kiến gì đó. Sau đó thì mới đổi em Quảng Nam cho năm anh ở Đà Nẵng vào. Năm cầu thủ ở Đà Nẵng vào để đổi lấy một mình Huỳnh Quang. Em và sẽ hỗ trợ cho một số tiền. Có cả một số tiền nữa. Có thể nói là Huỳnh Quang là một trong những cầu thủ trẻ có giá trị chuyển nhượng cao ở thời điểm đó. Đấy. Hỗ trợ số tiền để mà cho công tác đào tạo Quảng Nam. Thế ra thời điểm đó thì cũng có một vài anh lớn đã được mượn ra Đà Nẵng rồi. Đó cũng là mối quan hệ qua lại ra đơn vị thôi. Đó. Dạ. Thế đi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng nó một cái bất ngờ lắm. Thì em ra Đà Nẵng thì đầu tiên thì là em ở đội 1 á, thì ra tập đội 1 thôi, nhưng mà thực ra là để ra đi học và tập với U18 thì thầy Phan Công Thiền. Công Thiền bây giờ là giám đốc trưởng ban đào tạo của HB. Và trong cái suốt sự nghiệp bóng đá của mình tại Đà Nẵng thì người thầy nào là em cảm thấy ấn tượng và thấy giúp được em nhiều nhất trong sự nghiệp của mình? Ở Đà Nẵng thì em chỉ lúc trẻ và lên đội 1 thì thời điểm đầu tiên thì em làm việc với thầy Phan Công Thiền, sau này thì thầy Phan Anh Hùng, và cũng rất nhiều thầy sau này lên Đức hoặc là một số huấn luyện ngoại. Thì em phải nói thật sự là cảm ơn những thầy, tất cả mọi người thầy đều là giúp đỡ em hết, là hỗ trợ em hết sức từ những cái buổi đầu tiên ra Đà Nẵng. Ví dụ như hồi mới ra Đà Nẵng thì là có anh Đào Quang Hùng, anh là hỗ trợ em, cũng giúp đỡ em rất nhiều. Thì mỗi thầy rất tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo thời gian. Em nghe phải nói bây giờ nghĩ lại rất là cảm ơn mấy thầy mà ở Đà Nẵng rất nhiều. Nhiều người thì nói rằng em thực sự là một cầu thủ rất là cá tính và cũng đã có những cái sự va vấp với những người cầm quân. Em có thể giải thích về điều này không? Em nghĩ rằng là có thể là mình tuổi trẻ, mình không, đôi khi mình không kiểm soát được cảm xúc. Vì đôi khi mình nghĩ đó là với quan điểm của mình thời điểm đó, mình nghĩ điều đó là điều đúng. Bây giờ thì nghĩ lại là nó là khác. Đúng là thời gian nó sẽ cho mình nhiều thứ đúng không? Thời gian cũng là một vị thuốc mà có thể làm chúng ta quên đi những nỗi đau, nhưng nó cũng giúp cho chúng ta nhận ra những cái sai lầm thời tuổi trẻ. Khi để nói về bản thân mình thì em sẽ muốn nói điều gì? Bởi vì anh thấy em là một người khá là thú vị. Một cầu thủ rất chịu khó học, ngoại ngữ, tin học. Một cầu thủ chăm chỉ. Thì chỉ nói 4 từ thôi. Tôi là Quốc Anh thôi. Cụ thể hơn, Quốc Anh là gì nào? Quốc Anh sống tình cảm, Quốc Anh thẳng thắn, Quốc Anh cá tính, Quốc Anh mạnh mẽ chẳng hạn. Cái này thì mình phải là tiếp xúc với mình mới được. Như anh em mình tiếp xúc với nhau thì tự nhiên có một cái sự hiểu nhau thôi. Lúc đấy thì mới biết được. Nhắc đến Quốc Anh thì người ta hay nói nhiều đến tình bạn Quốc Anh và Phương Vĩnh. Em có thể chia sẻ về tình bạn này như thế nào? Nhiều việc lắm, nào là nhận lỗi, nhận tội thay bạn, rồi giúp bạn trong những thời điểm bạn khó khăn, rồi chia sẻ tất cả mọi thứ. Và kể cả bây giờ khi mà trung tâm bóng đá Quốc Anh đang được thành lập thì cũng là Quốc Anh tạo điều kiện cho Phước Vĩnh đang cộng tác ở đó đúng không? Không, vẫn nói là thế này, chắc là nói trước mắt là về cái trung tâm bóng đá thì là em mong muốn là được các bạn có một cái về với em thì là các bạn cũng được cái thỏa cái đam mê của các bạn. Thứ hai là bây giờ em mời các bạn về làm. Mình phải nói thật sự là em mời các bạn về làm, chứ không phải là mấy bạn xin em mà em mời các bạn về làm. Mình trân trọng với bạn, rất là trân trọng với bạn tài năng và cái đam mê, cái nhiệt huyết, chứ không phải là mấy bạn xin em. Nó là em mời các bạn về làm. Đấy. Còn về cái đó thì thật ra thì mình với anh có một cái tình bạn cảm giác đôi khi, vì ngày trước là hai đứa nó cùng trẻ với nhau, thì thời điểm lên cùng đội tuyển cùng nhau, rồi lên đội tuyển U23, rồi đội tuyển Việt Nam, lứa 55 của tụi em, lứa của thầy Thình ngày xưa, giờ cũng có một cái hội chiều chiều như chiều thứ năm và chiều bảy cũng hay đá banh giao lưu, lứa đó bây giờ vẫn duy trì.
Anh nghe nói là em có một cái thú sưu tầm sách đúng không? Ngay từ hồi trẻ đi đâu cũng muốn mua, tìm mua những quyển sách, rồi đặc biệt là những quyển sách cũ. Cái thói quen nó như thế nào? Nó bắt nguồn từ đâu và em đã duy trì nó? Đến bây giờ còn đọc sách không? Vẫn còn, mà em từ tiểu học ấy, thì làm ăn thư viện đó, thì mình có điều kiện đọc sách. Thành ra tự nhiên nó thành một thói quen thôi. Cái chỗ sách này cũng là cái chỗ mà em mua và lưu giữ cũng như là sưu tầm đúng không? Anh có đọc ở đâu đó là thì như cuốn sách đầu tiên của em mua và đọc và cảm thấy rất là thích thú, đó là Chuyện núi đồi và thảo nguyên. Tại sao lại cuốn sách đó? Như thế này, cuốn sách đó nó ở đợt nó đi ở sân bay đi di chuyển, nhưng mà đợt nó bị delay hay sao á, té giờ, như lại không biết làm gì hết giờ, lang thang trong sân bay. Nó có một cái nhà sách bán đồ lưu niệm, nó sách thì cầm lấy là đọc, thấy hay, đọc cuốn theo như vậy, đọc lâu, mà cái cô bán sách ấy đọc lâu lắm, mình có chỗ ngồi, mình ngồi trong góc nha, thì nó nhỏ thôi nhưng mà dù như quầy sách bán quầy lưu niệm đây, đọc xong rồi nó cuốn hay quá. Cái chị bán sách đấy gõ ô anh vì đội bóng nên là ngồi trước đó là cái quán cà phê đi ô anh như là đi rồi, anh đi rồi là mình quýu là đó là mình đó là cuốn sách đầu tiên đấy. Thế cuốn sách thì bây giờ còn giữ không? Chuyện núi đồi của Thảo Nguyên. Cuốn sách đó anh tặng cho một người bạn rồi, đi xa rồi. Hôm nay thì anh cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ cho em. Thực ra thì anh cũng biết em thích quyển sách đó và trước khi vào đây thì anh cũng đã ghé hiệu sách ở Tràng Tiền. Anh thì cũng có thói quen đọc sách từ hồi bé. Ba mẹ anh có rất nhiều là những quyển sách tương tự như thế này. Và bố mẹ anh cũng là người rất thích văn học Nga. Anh cũng đã đọc một quyển sách này rồi và thực sự ấn tượng với những nhân vật ở trong này. Và trong này thì có một lời để tặng. Chúc anh còn đọc của anh. Cái này thì có một cái kinh nghiệm về cái này. Lúc mà bị chấn thương gối á, mổ gối đau đớn lắm, mà cái mổ đau rồi mà cái tập lại nó hồi phục, em cảm ơn nó đau ghê lắm. Có cái gì để mà mình nhìn vào mình tập không? Đau về cái thể xác là một phần, mà để mình nhìn ở ngoài đồng đội mình là một cái tinh thần nữa. Tinh thần nó không đau nhưng mà nó bị một cái chết, kiểu như nó chờ đợi nó ví dụ nó định hài cho mình, ví dụ như là tháng 1 thì tháng 6 là chắc chắn sẽ được, nhưng mà nó không có thời gian cụ thể, nó phụ thuộc vào mình. Mình quyết định mới ra cái này đây. Nothing impossible. Đấy, là mình phải nhìn đó, mình phải làm cho được, không có gì là không có thể. Em nghe cái này ở đâu và tại sao nó lại ấn tượng với em? Những câu này thì thỉnh thoảng em vẫn đọc, em tìm hiểu. Dù có những cầu thủ cũng rất là có tính như là Ibrahimovic rồi đấy, là chỉ có Chúa mới phán xét tôi hay là cái nhiều anh, nhưng mà cái này là áp dụng cho mình nhìn đây để mà mình cố lên, chứ còn mà phải nói các thứ một cái ám ảnh mà phải nói là cái nỗi sợ đối với tất cả các bạn viên. Hình như là em xăm cái dòng chữ này lên người đúng không? Vâng, em xăm chỗ mà em rất là dễ nhìn. Bây giờ thì là với tư cách làm thầy thì em cũng không muốn nói về gì nữa đó. Nhưng hồi đấy thì mình làm điều đó để thể hiện một cái sự quyết tâm hay là nó là lời nhắc nhở sau những lần em vấp ngã, sau những lần em tai nạn, sau những lần em chấn thương? Dạ, cái đó là đầu tiên là mình có thể quyết tâm và cái cố gắng động lực mình muốn. Chứ mà chấn thương gối thời điểm trước đó là nó cũng phải nói là thực sự là nó y học cũng như phát triển bây giờ đâu, mấy cái gối nặng nó còn là mổ thành người thường là nhiều chứ mổ thành vận viên. Em còn nghe bạn bè em nói em có rất nhiều tài lẻ, ví dụ chơi guitar, có chơi được guitar đúng không? Chút. Ngoài ra thì anh cũng rất ấn tượng với cái quán cà phê này, anh thấy nó có khá nhiều đặc biệt và đặc biệt anh thấy nó có một cái gu riêng. Như anh vào đây anh nhìn là đây là những cái gì mà kỷ niệm của ngày xưa đó. Tức là em là người hoài cổ. Em thích như vậy chứ không phải là người hoài cổ. Em thích em muốn cái kiểu này nó cảm giác. Nó không xô bồ, nó nhẹ nhàng. Anh ngồi anh thư giãn nhẹ nhàng thôi.
chứ không vội vàng. Vào có vội cũng không đâu được, nhưng anh vì bây giờ có nhiều cái style, mỗi người mỗi người chủ chọn cho mình mỗi một cái style. Với em thích như này không, nhà nhà thông thả, không vội vàng gì. Nhưng mà ngoài cái truyền thống, ngoài cái cũ, anh nó còn cảm nhận nó mang cái dáng dấp, cái hơi thở của những cái thập niên 50-60 của chúng ta. Có rất nhiều những cái máy tính cũ, tivi cũ, rồi là những cái bức tranh em trang trí ở dưới kia là những hình ảnh về công nông binh xã hội chủ nghĩa. Một người thanh niên của thời đại nhưng mà lại có những cái dòng suy nghĩ rất là lạ như thế. Như em nói ban đầu, anh nhìn vào là anh nhớ nhận ra ngay. Ý tưởng là hoàn toàn của em đúng không? Em và một người anh, còn về đồ vật dụng thì là phải đi tìm. Mà nó cũng có duyên. Có khi mình tìm không có, nhưng mà đôi khi mình mở rồi. Có nhiều khách hàng tới út. Ủa, nhà ta còn đây nè. Đây mình tặng, anh cho. Đó là những gì của em ở hiện tại. Vậy thì em có những dự định, những kế hoạch nào lớn lao cho mình trong tương lai không? Trước hết là làm tốt công việc hiện tại của mình. Còn về việc trau dồi kiến thức thêm đi học thì cái đó thì ai cũng mong muốn, không chỉ riêng em. Còn cái đoạn đường sắp tới thì em nghĩ tạm thời cứ như vậy đó. Cái gì đấy nó sẽ đấy. Còn cuộc sống riêng tư thì sao? Mục tiêu là chính là tạo cái sân chơi cộng đồng. Muốn cà phê này thật ra thì có cái chỗ để anh em cuối tuần gặp nhau. Sau khi đá banh về ngồi chơi, hoặc là trước khi xuống bãi Nhật gì đó, gặp nhau trao đổi nó mà câu chuyện. Hoặc là như huấn viên của trung tâm của em, thường là tuần họp ở đây một hai buổi để mà trao đổi những cái gì trong sắp tới, trong tuần này mình sẽ làm cái gì gì gì. Đứa con tinh thần của em, trung tâm bóng đá cộng đồng Quốc Anh, dự định em sẽ nó phát triển nó như thế nào? Đầu tiên là em nay cố gắng tạo một cái sân chơi bổ cho các bạn trẻ, và từ đó có thể là nếu như có những cái bạn trẻ có năng khiếu, vì em được may mắn là em làm việc cho AFB, đôi khi em giới thiệu, đôi khi có những bạn, nhiều bạn trẻ có năng khiếu mà đôi khi cái thông tin nó không biết, là trong thời điểm nào tuyển sinh không biết, thì bên em và trung tâm của em thì đôi khi có thể là em giới thiệu lên vì cho AFB thì kiểm tra. Nếu mà có trẻ AFB là sẽ có một cái hội đồng chuyên môn để kiểm tra. Nó đơn giản, em chỉ là một cái cầu nối thôi. Lần nữa cảm ơn cô anh về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thực sự là anh rất vui khi được gặp bà em sau 5 năm. Và bây giờ nhìn thấy em trưởng thành, em chững chạc. Bà em đã có được sự thành công trong cuộc sống cũng như có một gia đình rất là hạnh phúc. Cảm ơn em ngày hôm nay đã gửi bức thư. Và cách đây 15 năm em chưa gửi. Bây giờ em đã đồng ý và gửi nó cho khán giả. Và anh hy vọng rằng câu chuyện của anh em mình ngày hôm nay nó sẽ là một câu chuyện thú vị. Bức thư đã gửi này nó sẽ giúp cho nhiều người sẽ có những bài học trong cuộc sống của mình và không còn những va vấp, không còn những cú ngã thật đau giống như em từ tuổi trẻ nữa. Một lời cảm ơn của anh. Cảm ơn anh.